Hello, xin chào. Hôm nay tôi quay trở lại và không còn lợi hại như xưa nữa. Tôi nghĩ đây là clip cuối cùng tôi nói về việc làm trên oDesk. Bởi vì cái chủ đề hôm nay nó cũng nói lên tất cả và đánh dấu kết thúc cái chuỗi series này luôn. Ít nhất là bây giờ tôi không còn hứng thú để mà làm nó nữa. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, ok? Rồi, hôm nay tôi sẽ nói cái đề tài về chuyện sinh tử với nghề freelancer trên odesk.com. Từ đầu cho đến cuối, tôi vẫn chỉ dùng từ odesk. Nghe cái từ Upwork mà sao tôi hận nó lắm à. Có lẽ là thời gian vừa qua trong giới freelancer trên oDesk thì cũng đã biết về cái vụ xì căng đan đình đám của tôi, đánh dấu cho sự kết thúc một cuộc tình dài với oDesk sau khi nó đã hút hết tuổi thanh xuân của tôi, rồi nó đá tôi qua một bên. Gần cả cuộc đời dành trọn cho oDesk, nguyện sống chết với nó tới hơi thở cuối cùng. Vậy mà trớ trêu thay, bỗng một ngày đẹp trời bị dính vào lưới oan tình ngay Lý Giang. Cuối cùng thì nó cũng phải trả lại sự trong sạch cho tôi, nhưng tôi không còn yêu nó như hồi xưa nữa. Đây gọi là dù cho vết sẹo ngoài da có lành thì vết thương lòng vẫn còn mãi. Forgive, don't forget. Tha thứ nhưng không quên. Tôi thù dai mà. Nhưng mà cái con đường để đi đòi lại công lý cũng là rất là trầy da tróc vẫy và đắng cay muôn phần. Hôm nay tôi sẽ kể lại câu chuyện tình thâm cung bí sử vừa xảy ra với tôi. Điều mà khiến tôi bây giờ vẫn còn luôn ám ảnh mỗi khi sáng thức dậy, mở hộp mail ra xem. Chả là như vậy, bỗng một ngày đẹp trời, tự nhiên cái hồ sơ của tôi nó không hiển thị bình thường. Search trong ô tìm kiếm cũng không tìm ra và cũng không thể đi bỏ thầu. Thế là tôi viết mail hỏi nó xem coi cái hồ sơ của mình bị gì mà lại như vậy. Sau đó nó kiểm tra thì trả lời là cần phải làm một vài thứ mới biết được hồ sơ tôi bị gì. Sau đó 2 ngày thì tôi thấy hồ sơ nó mở lại bình thường. Tức là cái ticket request của tôi cho cái chủ đề này vẫn chưa đóng. Vì họ vẫn chưa trả lời là đã xử lý xong. Ở đây tôi gọi là ticket số 1 để cho dễ phân biệt với cái ticket ở dưới. Bỗng ngày hôm sau tôi nhận tiếp một cái ticket khác với thông báo là tài khoản của bạn đã bị khóa vĩnh viễn và bạn không thể tham gia làm việc, bỏ thầu cũng như nhận thanh toán hay rút tiền. Lúc này trên hồ sơ của mình xuất hiện cái thông báo tài khoản bị suspended và hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để được giải quyết. Mình không hiểu ắt giáp gì hết. Cái rồi mình viết mail hỏi nó tại sao lại như vậy và giờ phải làm gì để khắc phục cái vấn đề này. Sau đó tôi nhận thêm cái mail báo rằng bạn có một cái hợp đồng đã quá lâu chưa kết thúc, tức là 76 ngày không có động thái gì. Và nó nghi ngờ là mình đã làm và thanh toán cái hợp đồng này ngoài hệ thống của nó, nên bị vi phạm vào luật của nó. Thế là nó đóng mà không cho con người ta một lời giải thích chứng minh gì cả. Sau đó mình viết mail giải thích cho nó là cái hợp đồng nó vẫn chưa xong. Thời gian cần khoảng 3 tháng cho cái nhiệm vụ đó. Nếu cần thiết thì tôi có thể yêu cầu khách hàng thanh toán trước cũng được. Chứ sao lại bị vi phạm vì hợp đồng chưa làm xong thì sao mà họ thanh toán cho mình được. Cái rồi nó trả lời bảo là nó đã xem xét các vấn đề mình cung cấp và vẫn kết luận tài khoản của mình vẫn bị khóa. Và đây là kết luận cuối cùng. Đồng thời nó chặn họng mình, bảo là nó không muốn nói đến cái vấn đề này nữa, kết thúc ở đây. Mình tức quá liên hệ với khách hàng của hợp đồng đó, nói tình hình như vậy. May mà cái khách hàng này lại là soái ca của mình, nên việc hỗ trợ hợp tác là hoàn toàn dễ dàng. Nếu cần thiết phải thanh toán trước, ngay cả khi hợp đồng chưa hoàn thành cũng không thành vấn đề gì cả. Sau đó anh nói là yên tâm đừng có lo, để anh giải quyết. Vì anh là khách hàng lớn trên oDesk, đã chi rất nhiều tiền cho nó nên nghĩ là sẽ giải thích được. Đồng thời tôi kêu gọi những khách hàng lớn cùng lên tiếng bảo vệ quyền lợi của tôi. Và tôi cũng tiếp tục gửi email cho nó, cung cấp toàn bộ chứng cứ chứng minh cái job chưa hoàn thành thì không thể yêu cầu thanh toán được. Và tôi chỉ cho họ thấy rằng nếu chúng tôi có ý định làm ngoài thì khách hàng của tôi đã không mở My Store ký quỹ khoản tiền cho cái hợp đồng đó. Vì một khi đã ký quỹ thì họ cũng đâu có đơn giản lấy lại được đâu. Cái rồi nó cũng chả nể nang gì ráo với những khách hàng bự của tôi. Và tiếp tục gửi cho tôi một cái thư khẳng định một lần nữa là nó đã xem xét lại hồ sơ của mình và thấy rằng mình có 2 tài khoản nên vẫn bị vi phạm luật và không thể gỡ lệnh khóa. Cho nên đây vẫn là quyết định cuối cùng không thể phục hồi tài khoản. Chu choa ơi, cái máu điên của tôi nó nổi lên. Tôi làm cho nó một tràng. Tôi nói tôi chỉ có duy nhất một account duy nhất. Và là cái account này. Bạn đang vu khống tôi. Nếu bạn nói tôi có 2 cái thì chứng minh đi, cho tôi biết cái tài khoản kia tên gì để tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy đó không phải là của tôi. Và trong lá thư đó tôi 5 lần 7 lượt khẳng định chắc nịch là tôi chỉ có duy nhất một cái tài khoản. Và chính là cái này. Tôi có thể đem mạng sống của mình ra để thề về việc tôi chỉ có duy nhất một cái. Mà thật sự là tôi cũng chỉ có duy nhất một cái. Việc chăm bẵm cho một cái tài khoản hoành tráng, chuyên nghiệp không tốt hơn là chia thành 2 cái hay sao? Và tôi cũng đâu có thời gian để mà quản lý nhiều cái tài khoản. Tôi chửi quá trời luôn ấy. Và đặt những cái dấu chấm hỏi to bự, công lý ở đâu, nhân quyền ở đâu. Tôi không còn tin vào cuộc sống này nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của tôi. Tôi là người vô tội. Thậm chí đến 2 lần kết tội, tôi đều vô tội. Sau đó tôi tiếp tục gửi thư cho khách hàng bữa giờ mà giúp tôi. Nói rõ là tôi đã cung cấp chứng cứ chứng minh tôi vô tội. Cái lỗi vi phạm ban đầu mà nó gán cho tôi. Thì sau khi xem xét xong, nó không những không thèm xin lỗi tôi, mà còn tiếp tục vu khống thêm tội khác cho tôi. Đó là nó vu khống tôi có 2 tài khoản, nên dù gì tôi vẫn bị khóa tài khoản. Rồi tôi nói một cách hết sức tuyệt vọng. Với người thấp cổ bé họng như tôi thì làm sao đòi lại công bằng đây? Hơn nữa, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của tôi, nên rất khó cho tôi giải thích nỗi oan khiên này của mình. Tôi biết cuộc đời tôi chấm dứt kể từ đây, nhưng tôi không cam tâm và không phục với quyết định của họ. Vì cả 2 lần tôi đều bị oan. Ai sẽ giúp tôi đòi lại công bằng đây? Sau đó thì cái anh soái ca có trả lời là họ đóng cửa nghỉ lễ rồi. Có gì để qua lễ anh sẽ gọi lại cho họ để giải quyết. Đành chấp nhận vậy thôi, chứ đâu còn cách nào khác. Nhưng mà tôi đoán là nó thấy tôi có nhiều khách hàng lên tiếng quá, nên nó nghĩ đa số người dùng trên oDesk đều tạo nhiều account. Nên nó phủ đầu đại với mình, chắc kiểu gì mình cũng dính. Và lấy cái cớ này để những khách hàng kia không bênh vực mình được nữa. Nhưng xui cho nó là tôi chỉ có duy nhất một cái account. Nên nó không chứng minh được tôi có nhiều account. Thế là nó tìm cách chơi trò tình bơ vơ. Với một người sống để làm việc như tôi, chứ không phải làm việc để sống như những người bình thường khác, mà lại bị rơi vào cái hoàn cảnh này, thì nó kinh khủng như thế nào. Với tôi, mọi chuyện coi như chấm hết. Tôi thà chết khi đang làm việc, còn hơn sống mà không làm việc mình yêu thích. Với những người làm việc để sống thì họ có thể bất chấp mọi công việc cực nhọc nguy hiểm đến tính mạng chỉ để họ được sống thêm một ngày. Còn quan điểm của tôi thì khác. Tôi sống là phải hài lòng, không làm gánh nặng cho ai. Nếu không được thì tha tôi chọn bớt đi một ngày để sống. Tôi cũng đang dự định sẽ có một cái clip nói về cái quan điểm của tôi về cái chủ đề này. Nhớ nhé, quan điểm của tôi chứ không phải của bạn, ok? Rồi quay trở lại cái đề tài đang nói. Thì khi nó 2 lần ra quyết định đều là tuyên bố cuối cùng với tôi. Cho nên tôi nghĩ hết cách rồi. Chả lẽ mình không làm gì được nó hay sao? Câu hỏi đặt ra là nếu mình bị oan, vậy mình có thể kiện nó được không? Và kiện bằng cách nào? Tốn bao nhiêu tiền? Liệu kiện có thắng không? Tôi biết chi phí cho luật sư ở Mỹ rất cao. Kiện mà không thắng lại còn mất tiền nữa thì quả là chua chát. Mà làm sao để tìm hiểu việc kiện tụng bây giờ? Tôi nghĩ thà mất trắng nhưng lấy lại được danh dự thì dù có chết cũng yên lòng. Thế là tôi nghĩ ngay đến một người mà tôi có thể hỏi thăm về vấn đề này và tin rằng người đó sẽ giúp tôi trả lời. Mặc dù trước giờ tôi vẫn luôn theo dõi các clip của anh ấy suốt mấy năm trời. Thậm chí tôi còn lục lại các clip cũ để coi được các mục anh tâm tình với khán giả. Trong clip anh luôn luôn nhắc, nếu ai có buồn phiền gì mà không thể trút ở đâu thì hãy viết thư cho ảnh. Những lúc xem clip thì tôi không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ viết thư, bởi những tình huống xảy ra trong cuộc sống thì tôi có thể tự xử lý được. Và nghe cách anh khuyên người ta xử lý vấn đề thì đa phần đều đồng cảm với mình. Mình thích nghe những câu chuyện cuộc sống của người khác rồi tự ngồi đưa ra phương án để giải quyết. Nếu là mình thì sẽ làm như thế nào trong trường hợp này? Và khi anh đưa ra hướng xử lý lại hoàn toàn trùng với suy nghĩ của mình. Đó là điều khiến tôi hứng thú nhất khi xem clip của ảnh. Mặc dù đã nghĩ đến việc nhờ ảnh hỏi vụ luật sư, nhưng tôi vẫn còn ái ngại, chưa biết bắt đầu từ đâu. Thì ngày nào lên Face cũng thấy cái new feed của ảnh hiện lên, kêu là nếu bạn đang có nỗi buồn hay bế tắc, không biết trút ở đâu, thì hãy email cho tôi. Làm như ý trời đưa đẩy, nên cứ bắt tôi phải thấy cái status đó của ảnh liên tục trong những ngày đó. Và rồi tôi quyết định đặt niềm tin của mình vào đây. Thế là bắt tay vào viết một lá thư dài 5 trang. Vì phải kể rõ tình hình, để luật sư người ta có coi, mới hiểu vấn đề xem có khả thi hay không. Nhưng chốt ý lại là muốn nhờ anh hỏi giúp xem trường hợp của mình có kiện được hay không. Và ai có thể giúp mình đòi lại công lý ở một đất nước được cho là tự do, dân chủ, văn minh mà cả thế giới luôn ngưỡng mộ. Sau khi viết xong lá thư thì tôi vẫn chưa có gửi đi, vẫn còn để trong máy. Vẫn muốn chờ qua lễ xem có tiến triển gì không. Kẻo mất công trong lúc gửi đi nhờ họ giúp, thì bên này lại có thêm sự việc khác, mất công làm phiền họ nữa. Tôi muốn chờ đến khi mọi chuyện hoàn toàn không thể cứu vãn thì tôi mới gửi. Tuy chưa gửi nhưng mà cái cảm giác được trút ra nó nhẹ nhõm biết dường nào. Và sau đó thì tôi định thần lại, thấy giờ mình thành vô sản, nên chả còn gì để mất, nên có gì đâu mà tiếc. Trong lúc lang thang tôi cũng vào kênh của một bạn được coi là lão làng trên oDesk. Thế là tôi lại trút bầu tâm sự với bạn ấy. Sau khi nghe những lời động viên từ bạn ấy thì tôi cảm thấy vui, vì có người biết được những việc tôi làm có giá trị cho cộng đồng. Nên thấy cũng an ủi, và cũng không còn nuối tiếc những gì đã mất nữa, bởi cũng chả còn gì để mất cả. Sau đó tôi lại nhận được cái mail của oDesk thông báo rằng tài khoản của bạn đã được phục hồi hoàn toàn và giờ bạn có thể làm việc rút tiền thanh toán bình thường. Cái thông báo này là ở cái tiết kiệt số 1. Tiết kiệt số 1 là cái tiết kiệt mà tôi hỏi tại sao tài khoản của tôi bị lỗi không xem được. Còn cái tiết kiệt số 2 á, là cái tiết kiệt mà nó ra chiếu chỉ kết án tử hình tôi. Vừa trải qua cú sốc quá lớn nên tôi chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Cái rồi tôi chạy vào kiểm tra xem thì dòng chữ cảnh báo tài khoản bị khóa đã biến mất. Tôi tiếp tục xem trong mục My Status thì thấy cái mục Account Hold vẫn là 1. Chạy ra ô tìm kiếm để tìm hồ sơ mình xem sao thì vẫn không hiện ra. Điều này tức là tôi chỉ có thể làm việc với khách hàng cũ hoặc với những khách hàng mà tôi đi bỏ thầu mới thấy tôi. Còn khách hàng mới thì không thể tìm thấy hồ sơ của tôi. Thế là tôi lại chụp những lỗi chưa được bình thường, gửi đi và hỏi nó là sao tôi search trong ô tìm kiếm không hiển thị hồ sơ của tôi. Đồng thời thấy thông báo vẫn còn một tài khoản bị giữ. Tôi đoán là cái tài khoản bị giữ đó là hợp đồng của cái anh soái ca. Nên tôi chat nói là nó đã khôi phục tài khoản rồi nhưng vẫn còn bị treo một account, chắc là do hợp đồng của mình. Nên nhờ ảnh chấp nhận thanh toán cho nó biến mất luôn để trở về bình thường. Chứ không là nó treo ở đó cho tới khi nào hợp đồng đó kết thúc thì còn phải 1 tháng nữa lận. Cái rồi ảnh đồng ý thanh toán và ảnh nói thôi đóng luôn hợp đồng luôn cho khỏi phiền. Phần còn lại thì tôi vẫn tiếp tục làm cho đến khi nào xong thì thôi. Với lại đóng hợp đồng để khi oDesk nó vào nó kiểm tra lại cái phản hồi của tôi thì sẽ không thấy cái nào trong diện tình nghi nữa để nó phải mở lại hoàn toàn cho tôi. Đúng như dự đoán thì 2 ngày sau mọi hoạt động trở lại bình thường và bây giờ có thể tìm thấy hồ sơ trong ô tìm kiếm. Đồng thời cái tiết kiệt thứ 2 cũng có một cái mail báo là tôi thấy bạn có 2 tiết kiệt cùng nói về một vấn đề nên chúng tôi sẽ đóng cái tiết kiệt này lại bởi vì nó thừa. Mọi liên hệ về vấn đề này vui lòng cập nhật bên tiết kiệt 1. Và nó đóng cái rụp luôn, không cho mình phản hồi nữa. Thế là đến phút chót nó vẫn không thèm thừa nhận lỗi của nó, là đã phán bừa bản án tử hình với người vô tội. Không một lời xin lỗi. Làm uổng công tôi ngồi soạn sẵn một cái lá thư để hồi đáp nếu trong trường hợp nó xin lỗi nữa chứ. Quả thực lúc đó bực tức thì viết thế thôi, vừa để giải bày vừa trút được stress. Chứ mà giờ có xin lỗi thì chắc tôi cũng sẽ viết khác, chứ không gửi cái lá thư mà tôi đã soạn. Vì thời gian trôi thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi, nên ta cũng có thể nghĩ khác hơn. Mọi lời nói trong lúc nóng giận đều rất khó nghe. Đó là chân lý thực của cuộc sống này. Cuối cùng đúc kết lại một câu là nếu mình không sai thì việc khách hàng lên tiếng mới có tác dụng. Còn một khi mình đã vi phạm thì dù cho khách hàng bự cỡ nào lên tiếng, nó cũng không giúp mình xóa được lỗi đã vi phạm. Qua đây rất cảm ơn những khách hàng thân thiết luôn ở bên em khi em gặp hoạn nạn. Có một khách hàng nói rằng việc oDesk sa thải một freelancer của tôi từ chính trong tay tôi khiến tôi có cảm giác như bản thân mình đang bị trừng phạt. Và xin hãy nhớ rằng bạn đang có một thành viên làm việc chăm chỉ, trung thực và đã từng là một người đầy tớ trung thành trên trang web của bạn. Và chính những người như cô ấy đã làm tôi thích thú khi sử dụng Upwork cho công việc kinh doanh của mình. Đọc được những lời như này của khách hàng mà xúc động vô cùng, thấy được giá trị của mình trong đó. Nó đáng sống lắm. Nhân đây tôi cũng tuyên bố luôn là sẽ khai tử trang fanpage Working Online Shop. Vì tôi thấy không cần thiết phải để nó tồn tại, làm tốn thêm thời gian của mình. Với lại giờ tôi cũng không còn yêu nó như ngày xưa nữa. Mục đích ban đầu của tôi là tôi định tạo ra sân chơi cho mọi người cùng nhau chia sẻ về công việc trên oDesk. Nhưng nhìn lại thì chỉ có mỗi mình tôi đăng, rồi mình tôi đọc. Thực ra thì chỉ có khoảng 3 đến 5 người là hay thường xuyên tương tác, nên tôi biết chỉ có khoảng vài người quan tâm thì nó quá ít để tôi bỏ thời gian ra duy trì nó thêm. Có một bạn biết tin tôi sẽ đóng trang này lại và có nói rằng không chỉ có 3 đến 5 người đâu, mà nhiều lắm. Có lẽ là họ âm thầm theo dõi thôi. Nếu mà đóng thì là một điều đáng tiếc. Nhưng biết làm sao được. Đó là cái giá mà họ phải trả cho việc âm thầm của họ. Thực chất với những người làm bất cứ chương trình nào thì cái động lực duy nhất để họ duy trì đó là họ biết được có bao nhiêu người quan tâm. Điều đó đánh giá được giá trị họ làm có đáng hay không. Còn một khi họ không nhìn thấy được điều đó, có nghĩa là họ cảm thấy những cái họ làm nó không ý nghĩa gì cả. Và họ cũng không thể sống ảo là tự tưởng tượng ra có hàng nghìn người đang theo dõi họ. Vì những việc họ làm chả có gì xấu xa mà phải theo dõi âm thầm cả. Chỉ có kẻ thù mới theo dõi âm thầm mà thôi. Để chờ khi ta té, chúng nó cười cho hả dạ. Nên tôi không cho rằng họ âm thầm theo dõi tôi, mà là những cái tôi làm không thiết thực với mọi người. Chứ nếu thực sự điều đó có ích với họ, thì chả có lý do gì họ lại tiếc một động thái biểu hiện sự khích lệ của họ. Như tôi nè, khi mà xem bất kỳ clip nào mà thấy tâm đắc hoặc thích thú, là tôi luôn luôn để lại cảm xúc của mình trên đó. Trừ khi những clip không có ấn tượng gì mấy thì tôi mới không nói gì. Và cũng không bao giờ chê hay dislike. Bởi vì mình lựa chọn xem họ, chứ họ không bắt mình xem. Cho nên tôi luôn biểu hiện để họ biết tôi quan tâm đến cái nào. Giúp họ có thêm động lực làm tiếp cái mới thì mình mới có cái mới mà coi chứ. Đúng không? Vì vậy mà tôi quyết định là không tốn thời gian với nó nữa. Cũng sorry với những người đã luôn tương tác và ủng hộ tôi. Nhưng nếu chỉ có vài người như các bạn thôi thì không đủ động lực để tôi tiếp tục duy trì. Bởi vì nó cũng tốn khá nhiều thời gian của tôi. Còn việc tôi lấy lại được account cũng chẳng khiến tôi cảm thấy vui mừng tí nào. Mà chỉ cảm thấy đau. Cuối cùng đúc kết lại một câu: sống hết mình, chết chỉ có một mình. Nên với tôi, nó không đáng để chúc mừng. Vậy nhé, xin chào.